nữa nha. Sao dán hả? Đây là anh đến từ Malaysia. Anh thằng bài. Vào phía bên trái chúng ta là một sông bài. Có ai mập mập đi đến từ Đài Loan, một tay chùm cờ bạc Đài Loan. Ông này lớn nhất á. Bắt con đầu tiên đi. Nó quay những tay chùm cờ bạc. Tay này đang quỳ. Đâu, quay cảnh đang quỳ đâu. Thấy không, đang quỳ. Tay này cũng quỳ luôn. Chào ba, đánh bài của Hưng Ký ngồi kế bên thấy chưa? Đó quỳ mà cũng quỳ mà cũng khoe nữa. Trời ơi, dân cơ bạn không à. Gì vậy? Dễ hết.